in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light bóng này không gì gì một hai cầu thủ của Đồng Tháp đã có mặt trong khu 16m50 nhưng cũng cút cút anh đã bắt được bóng sau cú. Chuyển cái bóng đó là Santos. Ta chờ xét. Sút rất nguy hiểm. Santos đã thể hiện có những quả sút phạt nguy hiểm như thế nào. Rất điều này. Cú sút khá nguy hiểm, cú sút của Santos. Chúng ta xem lại pha đá phạt của Santos. Đi sao à? Không vào. Rất đáng tiếc cho các thủ chủ nhà. Anh cầu rất nguy hiểm. Không vào. Yeah.
công vừa rồi của Fabio Santos, ông Calisto đã bật dậy. Santos tiếp cận. Wow! Một cú đá quá đẹp và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 cho Gạch Đồng Tâm Long An. Long An để thua. Một cú đá quá căng và quá hiểm. Với cú đá kiểu như thế này thì... Bốn bật, không thắng được Santos. Vẫn còn. Santos phát bóng rất chuẩn xác và Minh Phương mang lên. Đưa bóng vào. Cú đá khá nguy hiểm của Santos. Băng vào dứt điểm. Vào! Và đá phạt của Fabio Santos. Và Ronald Martin, một cầu thủ từng chơi cho Hải Phòng, đã băng vào rất đúng lúc, mở tỷ số trận đấu ghi bàn thứ hai của Martin ở mùa giải năm nay. Bóng đi rất nguy hiểm và đá đập. Pha phát bóng phản công của Santos rất chuẩn xác. Martin bóng vào. Tài em vào cho Hải Phòng Công An. Một lần nữa chúng ta phải Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.